các bạn, mình là Bích Tuyền, còn đây là Hoàng Huấn. Dạ các bạn. Ngày hôm nay các bạn sẽ được cùng với bọn mình khám phá một ngôi trường rất là đặc biệt, đó là trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An. Tuy là trường cao đẳng nhưng lại có tầm vóc của một trường đại học tầm cỡ, với số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, mô hình đào tạo đặc biệt. Và nó đặc biệt như thế nào mà lại thu hút đông đảo sinh viên đến học tập đến như vậy? Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá nhé. Mình đi thôi nào. Let's go. Nằm trong thành phố mới Dĩ An, Bình Dương, một mặt giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, mặt khác giáp ranh với thành phố Biên Hòa, là ba thành phố có nhiều khu công nghiệp nhất trong cả nước, với thị trường việc làm phong phú, đa dạng. Với quy mô 30 hectare, vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, bên trong khuôn viên trường có 9 tòa nhà chính và nhiều công trình phụ khác. Hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại khách sạn Đồng An đạt chuẩn 4 sao và ở đây có 5 tầng với 60 phòng dành riêng cho các bạn sinh viên du lịch để thực hành. Không biết là Hoàng Huấn có biết một điều gì đặc biệt ở đây không? Điều gì vậy, biết từng có thể bật mí không? Đó là hàng năm ở đây được đón trên 1.000 lượt khách là các doanh nghiệp đối tác của nhà trường. Cho nên đây sẽ là một điều kiện rất là lý tưởng để cho các bạn sinh viên có thể thực hành một cách chuyên nghiệp và chủ động hơn đó. Nghe Bích Tuyền nói làm cho Hoàng Huấn nôn nóng muốn vào bên trong tham quan quá. Chúng ta còn chần chừ gì nữa, mình đi ngay nhé. Sao rồi anh Hoàng Huấn, đi dạo một vòng quanh cái Lotus Restaurant này xong thì anh cảm thấy như thế nào? Hoàng Huấn cảm thấy rằng nếu như mà các bạn được học tập tại đây thì không chỉ là học đâu mà còn được trải nghiệm một cái môi trường thực hành thực tế chuẩn nhà hàng khách sạn 4 sao luôn. Ở đây có quầy bar, quầy tiếp tân, rồi chúng ta sẽ được set up bàn tiệc nè, rồi được pha chế nữa. Tất cả mọi thứ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn học tập. Và chưa hết đâu, sẽ còn rất là nhiều điều thú vị ở các phòng khác nữa. Chúng ta hãy cùng đi xem như thế nào nhé. Bước vào căn phòng này, điều cảm nhận đầu tiên không chỉ Hoàng Huấn đâu mà chắc chắn là tất cả mọi người sẽ cảm giác rất là dễ chịu, bởi vì không gian thoáng đãng, sang trọng. Tất cả những cái tiện nghi ở trong này được bài trí vô cùng đẳng cấp. Và như Bích Tuyền nói ngay từ đầu thì đây sẽ là một điều kiện rất là tốt để cho các bạn sinh viên của chúng ta có cơ hội được thực tập những cái nghiệp vụ khách sạn một cách chủ động và chuyên nghiệp nhất. Vâng, giờ thì chúng ta tiếp tục tham quan xưởng thực hành cơ khí với 30 máy CNC hiện đại của khoa công nghệ cơ khí, trị giá đầu tư khoảng hơn 200 tỷ đồng. Đối với tiền chứ một máy như thế này giá bao nhiêu tiền? 2 triệu. Gì? 2 triệu đô. Đúng rồi, là khoảng 50 tỷ đồng đó các bạn ạ. Và công nghệ CNC chúng ta hiểu nôm na đó là quá trình gia công được điều khiển bằng máy tính, được sử dụng phổ biến trong gia công ngành nhựa, gỗ, vật liệu tổng hợp và kim loại, và với các chi tiết máy, điêu khắc và chế phẩm các khuôn mẫu cho ngành nhựa, v.v. Và khi mà sinh viên có điều kiện được thực tập trên những chiếc máy hiện đại nhất như thế này thì các bạn ra trường làm ở các công ty thì sẽ không bị ngỡ ngàng và làm việc ngay, đúng không nào? Không biết là các bạn khác như thế nào ta? Bây giờ mình qua xưởng thực hành ô tô đi. Vâng, các bạn thân mến, đây là một phần của xưởng thực hành ô tô. Như Hoàng Huấn được biết thì các năm trở lại đây, số lượng sinh viên theo học ngành ô tô tại trường rất là đông. Một phần là do nhu cầu sử dụng ô tô ngày một tăng lên và nhu cầu nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp ô tô luôn đứng ở mức cao. Và theo như Bích Tuyền quan sát thì ở đây có rất là nhiều ô tô, tầm khoảng gần 40 chiếc. Nhiều ô tô như vậy để làm gì nhỉ? Các bạn sẽ rất là ngạc nhiên đó. Và đây là câu trả lời, nhà trường còn có trung tâm đào tạo sát hạch lái xe lớn nhất tỉnh Bình Dương. Ngoài việc đào tạo cấp bằng lái xe thì đây còn là nơi để cho các bạn sinh viên ngành ô tô của trường thực tập. Công trình hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và chúng ta sẽ quay trở lại đây khi nó hoàn thành nhé. Đảm bảo sẽ đẹp và hoành tráng hơn rất là nhiều đó. Các
bạn thấy thì hiện tại chúng mình đang có mặt tại sân vận động của nhà trường. Đây là một sân vận động hiện đại và đạt chuẩn. Ở đây thì có sân bóng đá nè, sân bóng chuyền nè, sân bóng rổ nè. Các bạn học sinh sinh viên khi mà chúng ta sau những giờ học căng thẳng thì có thể ra đây để giải trí và tham gia các hoạt động thể dục thể thao đúng không? Và bên cạnh đó thì có các chương trình học ngoại khóa nữa. Và Bích Tuyền thấy rằng đây cũng là một cái điều kiện rất là tốt để cho các bạn có thể phát triển một cách toàn diện nhất đúng không nào? Hay quá! Và các bạn có thấy không, với không gian mở gần gũi với thiên nhiên, cây xanh phủ mát đường đi như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta có một môi trường học tập hết sức là trong lành và thoáng đãng, lại còn có thể rèn luyện thân thể, sức khỏe, quá tuyệt vời luôn! Đúng rồi đó! Và nãy giờ thì chúng ta đã tìm hiểu những nơi học nè, giải trí rồi nè. Không biết là Hoàng Huấn có thắc mắc nơi ở của các bạn như thế nào không? Đó cũng là câu hỏi mà Hoàng Huấn đang định hỏi với Tuyền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem nơi ở của các bạn như thế nào nhé. Các bạn thân mến, ký túc xá ở đây có sức chứa đến 3.000 học sinh sinh viên xa nhà. Và có một điểm mà các Tuyền rất thích, đó là những bạn mà muốn có một thân hình đẹp thì các bạn không phải lăn tăn vì phải tìm những cái phòng tập ở đâu xa xôi hay là chi phí đắt đỏ. Bởi vì ngay tại tầng trệt của ký túc xá của chúng ta là có một phòng tập riêng, và cách vài bước thôi là chúng ta sẽ có một căng tin, thì nó sẽ rất là thuận tiện trong việc sinh hoạt của các bạn. Là phòng ký túc xá dành cho 4 người. Và theo như các bạn thấy ở đây có 4 chiếc giường. Mỗi chiếc giường đều có đệm. Cảm thấy rất là thoải mái. Còn Hồng Hướng thấy bên đây là cái tủ đồ cá nhân. 4 học dành cho 4 người luôn. Còn đây là bàn học dành cho các bạn. TV để cho các bạn giải trí chứ hả? Đúng rồi, học xong thì phải giải trí chứ. Wow, còn đây nữa, một chiếc tủ lạnh mini. Wow. Và nhìn thấy tủ lạnh thì mới tìm mới ý, nãy giờ là mình cảm thấy rất là mát đúng không? Tại vì ở đây có cả máy lạnh nữa. Mà ở ký túc xá với cái thời tiết Việt Nam của chúng ta, có được một chiếc máy lạnh như vậy là một điểm cộng rất là tuyệt vời. Còn đây là gì đây ta? Một cái tủ đồ cá nhân. Rất là rộng rãi luôn. Và ở đây là có toilet, có phòng tắm riêng nữa. Tuyệt vời như vậy làm cho Hoàng Huấn và Bích Tuyền cảm giác rất là thích thú khi mà nếu như mà mình được ở trong căn phòng này đó, muốn quay trở lại đây học ghê. Đúng rồi, rõ ràng là tiện nghi ở đây như là một khách sạn đúng không nè. Vâng, với những thành tích cao trong đào tạo, trường được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo nghề cấp độ 3, tức là cấp độ cao nhất. Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An có thế mạnh là có 3 khu công nghiệp trực thuộc chủ đầu tư, vì vậy sẽ bố trí việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. Bên cạnh đó thì sinh viên đang theo học tại trường cũng sẽ có việc làm thêm, bởi vì nhà trường bắt tay hợp tác với hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhỏ trong khu vực. Đặc biệt, nhà trường còn xây rất là nhiều công ty ở trong khuôn viên nhà trường để đảm bảo sinh viên được học đi đôi với hành. Wow, quá tuyệt vời luôn phải không ạ? Bên cạnh đó, nhà trường tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng cách là có các khóa học vừa làm có lương để trang trải học phí và chi phí. Ngoài ra thì các bạn có thể đăng ký thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp tại nước ngoài nữa. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập các bạn có thể chọn cho mình một ngôn ngữ phù hợp, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật. Chương trình hợp tác quốc tế giúp cho sinh viên có cơ hội được giao lưu học tập với các bạn sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường. Và đối tượng tuyển sinh của trường là những học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Sau khi hoàn thành xong chương trình cao đẳng, sẽ có thể liên thông lên đại học nếu như chúng ta có nhu cầu. Điều này rất là tuyệt vời. Và không biết bây giờ anh Hoàng Huấn đã cảm thấy mỏi chân chưa? Chứ bản thân Bích Tuyền thì rất là mỏi rồi, mặc dù là rất là muốn khám phá thêm nữa ngôi trường này. Thôi thì bây giờ chúng ta để cho các bạn khám phá nhiều hơn trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An để các bạn có thật nhiều những trải nghiệm thú vị và đặc biệt đối với ngôi trường này nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.